Hiện nay có hàng triệu người Mỹ đang nghỉ hưu, trong số đó có khoảng 60% họ thu nhập cái tài chính từ cái quyền lợi của an sinh xã hội tại nước Mỹ. Và trong số này có khoảng 28% lại thuộc vào cái tiền này để sinh sống. Những người cao niên đã về hưu cách đây trên 10 năm thì họ lãnh tiền hưu khoảng thời gian đó. Và hiện nay cuộc sống của họ ra sao và họ sẽ chống chọi với lại cái sự lạm phát tại Hoa Kỳ, và không những tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới. Để khắc phục được cái sự lạm phát này cho tương lai chúng ta phải làm cách nào, phải lập ra một cái kế hoạch cho riêng bản thân của chúng ta. Đó là một cái đề tài chị Lê muốn chia sẻ bữa nay. Xin mời các bạn theo dõi. Bữa nay sáng Chủ nhật, chị Lê tiếp tục ra sân vườn chia sẻ cho các bạn cái video về vấn đề sự lạm phát tại nước Mỹ. Và để mình cho các bạn xem cái tổ chim cu bữa nay ra sao các bạn. Thì sáng nay mình ra sân á, mình thấy con chim cu mẹ nó đi tìm ăn, đi tìm thức ăn á. Bây giờ là không có mẹ ở đây cho nên chị Lê cho các bạn xem con của nó ra sao nha. Ê, có hai con chim cu con các bạn, hai con chim cu, hai con chim cu con đó, như là có hai con chim con các bạn, hai chim con đang đợi mẹ về cho nó ăn á. Rồi để mình cho các bạn xem cây táo của chị Lê á. Bây giờ trái rất là nhiều luôn, nó rụng rất nhiều các bạn. Chị Lê hái đem xuống, bây giờ ăn không hết á, mấy tuần nay là ăn không hết. Bây giờ chị Lê sẽ chia ra từng hộp để cho hàng xóm á, chỉ được như đây thôi. Trên cây vẫn còn nha, thì chị Lê sẽ chia vô những cái hộp đó rồi mình đem tặng cho hàng xóm người ta ăn. Quá nhiều các bạn, ăn không hết luôn. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái phần quay video chia sẻ cho các bạn bữa nay về vấn đề là sự lạm phát tại nước Mỹ các bạn. Xin chào tất cả các bạn, các quý vị, anh chị em đang theo dõi kênh của chị Lê. Nay là sáng Chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, tập thể dục. Rồi bây giờ mình tiếp tục chia sẻ về cái đề tài sự lạm phát tại nước Mỹ. Thì theo qua hai cái video trước đó, chị Lê có nói về vấn đề tiền an sinh xã hội và tiền pension tại công ty. Thì trong cái video thứ hai, chị Lê cũng có đề cập về vấn đề sự lạm phát tại nước Mỹ rất là nhiều. Qua khoảng 20 năm thì sự lạm phát của nước Mỹ mỗi năm nó lên khoảng vài phần trăm, nhưng mà giá cả của các món hàng các bạn đi mua đó, thì nó lên rất là nhiều, nhất là giá cả nhà cửa và cái đồng lương của công nhân làm ra lên mỗi năm chỉ được khoảng vài phần trăm thôi, nhưng mà giá nhà nó lên cả mấy chục phần trăm các bạn. Thì sau 20 năm thì giá nhà cửa lên khoảng 250-300%, trong khi cái lương mình tăng lên trong vòng 20 năm nó chỉ có vài chục phần trăm thôi. Như chị Lê đã chia sẻ là một người công nhân làm việc trên 20 năm, năm 2000 đó thì mỗi một năm lên khoảng 3%-4%. Thì theo sự thống kê thì sau 20 năm nó chỉ lên khoảng 60-mấy% thôi, mà giá nhà cửa và những cái giá vật liệu khác đều lên rất là nhiều luôn. Có thể nói là như là không nói xa thì một cái bình sữa, một cái lông á, bạn mua khoảng $1.50 cho một cái lông sữa đó, bây giờ giá khoảng trên $4-5 rồi, đó là mấy trăm phần trăm đó bạn. Đó là nói về cái đồ ăn hàng ngày nha. Còn những cái sản phẩm khác mình không muốn nói tới, mình chỉ lấy ra một ví dụ nhỏ thôi. Đó, thì ở Mỹ thì sự lạm phát mỗi năm mỗi một gia tăng, thì để khắc phục cái tình trạng lạm phát tại nước Mỹ, không những là tại nước Mỹ và các nước khác trên thế giới nữa, thì mình nói ở đây là tại nước Mỹ thôi. Thì ở bên Mỹ đây có chứng kiến một cái trường hợp của một người Ý, là một người đàn bà 80-mấy tuổi đã qua đời cách đây 2 năm.
thì bà này thì bà có một căn nhà, con cái thì không có, chồng thì mất rồi, thì bà ở trong căn nhà đó một mình bà thôi. Thì không xa lạ thì bà này ở trước cửa nhà chị Lê đó, ở đối diện bên đường các bạn. Thì hiện nay cái nhà nó đang để bảng cho bán, thì bà qua đời cách đây 3 năm các bạn. Thì theo sự tìm hiểu của chị Lê á, thì khi mà bà gần 70 tuổi, vậy bà không có thể nào mà chăm sóc cho bà được á, bà không thể nào đi vào cái nursing home, tại vì bà muốn ở trong căn nhà đó. Thì qua cái sự tìm hiểu của chị Lê á, thì bà này có một cái một người giúp đỡ bà, là cũng là người hàng xóm luôn á, giúp đỡ bà cho tới khi bà qua đời. Thì cái người này sẽ thu tóm cái gọn cái nhà đó nếu mà bà qua đời. Lý do là vậy các bạn, bà này có cái reverse mortgage. Reverse mortgage là gì mình sẽ nói sau, nhưng mà reverse mortgage là thay vì mình không có tiền xài á, mình không có nguồn lợi nào khác để xài á, thì cái người mà chăm sóc họ đó, họ sẽ chi tiền cho cái bà này hàng tháng, để chi bao nhiêu cho tới khi bà qua đời, và chăm sóc sức khỏe cho bà luôn. Thì khi bà qua đời rồi đó, thì cái nhà đó sẽ lệ thuộc vào cái người mà giúp đỡ bà, đó gọi là reverse mortgage. Thì qua cái sự tìm hiểu thì chị Lê thấy là bà này lúc trước bà đi làm thì tiền an sinh xã hội chỉ có vài trăm thôi, khoảng 900 cho tới 1000 thôi, cách đây khoảng 20 năm á. Đó là tiền an sinh xã hội. Thì bà làm chắc công việc không có cao gì mấy, cho nên cái tiền an sinh xã hội của bà chỉ có 900 cho tới 1000 thôi. Mà trong khi đó cái tiền thuế nhà đó hiện nay mỗi năm là khoảng gần 10.000, tức là tính ra một tháng khoảng 800 cho tới 900 đồng một tháng, trong khi bà lãnh cái tiền an sinh xã hội chỉ có 900 thôi. Rồi lấy tiền đâu ra để tốn tiền bảo hiểm cho cái nhà nó, rồi lấy tiền đâu ra để sinh sống hàng ngày, rồi tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền điện thoại. Nó thì bà phải nhờ cái người hàng xóm đó giúp đỡ chăm sóc sức khỏe cho bà, rồi cung cấp tiền cho bà hàng tháng. Thì reverse mortgage là gì? Là một cái chương trình dành cho những người mà gặp khó khăn ở tuổi 62 trở lên. Thì người ta không có muốn qua một cái tiểu bang khác người ta sống, nhưng mà người ta muốn sống ở cái nhà đó. Và cái người mà chăm sóc đó phải có một cái hợp đồng giữa chủ nhà và cái người mà giúp đỡ. Thì cũng có nhiều cái chương trình gọi là reverse mortgage agency, họ sẽ chăm sóc và đưa ra nhiều cái option cho bạn từ A đến Z luôn. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về vấn đề reverse mortgage đó, thì các bạn phải có thể lên Google search tìm hiểu. Cũng có một cái option thứ hai, đó là gì các bạn, khi các bạn mà về hưu rồi đó thì bạn không có đủ tiền, thì có một số người tại thành phố New York này bạn, mà khi họ về hưu á thì họ bán nhà và đi qua những cái tiểu bang khác họ sống, thì giá nhà nó sẽ thấp hơn, và họ còn dư một số tiền họ chi tiêu cho tới khi họ qua đời. Có thể là nói là cái nhà của chị Lê đây nè, lúc trước á, là chị Lê mua cái nhà này năm 2004 á, thì chủ nhà này là một bà chủ người Ý, bà cũng 70 mấy tuổi rồi các bạn. Thì bán cái nhà này đi có 600 mấy thôi, rồi bà này mới đi qua một tiểu bang Florida họ sống. Thì khoảng thời gian đó thì nhà cửa bên Florida chỉ có 200 mấy à, 200 mấy một căn thôi, mà nhà chất là rộng mà đẹp nữa, thì còn dư lại 400 mấy chục ngàn á. Thì bà lấy cái tiền này sinh sống hàng ngày cho tới khi bà qua đời. Thì cũng có một số người di chuyển qua tiểu bang Arizona, thì nhà rất là rẻ luôn các bạn. Nhưng mà cái tiền thuế á, để mình nói lại nha, cái thuế ở bên Florida rất là mắc luôn. Mình không hiểu tại sao thuế nhà rất mắc nhưng mà giá nhà thì rẻ. Đó, thì ở bên Mỹ, ở bên New York này thì giá nhà lại cao nhưng mà cái thuế nhà lại thấp. Ngược lại là như vậy. Đó là tình trạng của một số người đã về hưu qua cái tuổi 62. Họ có hai option. Thứ nhất là họ có thể bán nhà ở tại tiểu bang mà cái giá nhà đang cao, họ qua một cái tiểu bang khác giá nhà thấp. Và một cái option thứ hai là họ có thể apply cho cái việc gọi là reverse mortgage. Và về sức khỏe thì họ cũng thể mướn cái người mà chăm sóc sức khỏe cho mình, cũng có một cái hợp đồng trong đó luôn. Đó là hai cái option các bạn có thể chọn nha. Còn cái trường hợp mà chị Lê muốn nói đây là đối cho một số
người định cư tại nước Mỹ này ở lứa tuổi còn trẻ khoảng 30 tới 40 cho tới 50 thì họ sẽ làm gì? Đó là cái đề tài chính Chi Lê muốn chia sẻ trong cái video này bữa nay. Xin mời các bạn theo dõi. Mình mới thấy ông Kim mẹ mới bay về các bạn. Kim mẹ mới bay về. Để Chi Lê cho các bạn xem cái con Kim mẹ mới về nha. Nó mới bay về nè. Đi đi ăn rồi, giờ nó về đầu đây nè. Đó, Kim mẹ nè. Nó dòm xuống coi mình làm gì nó không. Thấy cũng dễ thương. Để mình cho các bạn xem cái căn nhà mà họ đem bán các bạn. Căn nhà của bà cụ người Ý 80 mấy tuổi đã qua đời cách đây cũng khoảng 2 năm á. Hàng kim cương nè. Để mình dẫn các bạn xem cái căn nhà đó. Trước nhà cửa nhà mình đó bạn. Thì bây giờ họ để nhà cho bán. Cái nhà này thì nó cũ nhưng mà cái đất của nó cũng giống như đất bên nhà chị Lê nha các bạn. Thì họ đăng bảng bán tới 2 triệu mốt lần các bạn. Quá mắc luôn. Không ai mua á. Giá nhà để bảng vậy rồi quá mắc. Đây các bạn thấy nè. Nó có nhà bên kia nè. Đó. Chủ nhà là một người đàn bà người Ý nha. Đối diện bên nhà thôi. Đó. Cũng nhà gạch. Nửa gạch nửa frame á. Đó thì cái khu này nhà khoảng 1 triệu mấy, 1 triệu 7, 1 triệu 8 là ok mà bán 2 triệu mốt là hơi mắc. Giá nhà quá mắc là bên trong nó cũ rồi. Đó. Thì đó là tình trạng của một số người đã về hưu, họ không có đủ tiền chi tiêu sống ở thành phố New York này nè các bạn. Thì lúc trước thì không biết họ có đầu tư gì không. Thì người ta thích sống ở vùng này, người ta không muốn đi đâu á. Cái người già rồi đó, rồi có cái người mà muốn chăm sóc sức khỏe cho bà cụ đó, thì họ có ký hợp đồng là khi bà qua đời đó, thì cái người mà chăm sóc sức khỏe và giúp tiền bạc hàng tháng đó, thì họ sẽ lãnh trọn cái quyền sở hữu của căn nhà đó. Bây giờ họ thật lấy được căn nhà rồi, bây giờ họ đưa bảng lên bán 2 triệu mốt quá cao luôn đó. Rồi để mình tiếp tục mình chia sẻ nha. Ngồi đây nè, sắp sửa vô tổ nè. Sắp sửa vô tổ rồi, nãy mình dòm lên mình thấy ủa con Kim đâu mất tiêu rồi. Kim cu nha. Sắp sửa vô tổ để cho con ăn. Sau đây Chi Lê sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn quý vị anh chị em một cái kế hoạch để vạch ra để mình khắc phục được cái sự lạm phát cho về sau. Nếu mà cái sự lạm phát tại nước Mỹ nó càng ngày càng lên, giá lâu thang thì mình sẽ làm, mình phải có một cái kế hoạch khi mình còn trẻ các bạn. Thì lúc đó là các bạn có thể ở nơi cái cư ngụ mà cái nơi mà bạn thích tiếp tục ở đó. Thì khi mà các bạn tới Mỹ, nếu mà các bạn ở cái tuổi trẻ đó, còn trẻ khoảng ba mấy 40 hoặc là 20, thì đầu tiên là các bạn đi làm, mới qua Mỹ thì đi làm kiếm tiền để dành đó. Thì có thể là đi học trước kia, nếu mà bạn còn trẻ thì các bạn đi làm các bạn, nếu mà các bạn còn trẻ thì các bạn có thể đi học trước tiên là học anh văn, rồi nếu mà như còn có tuổi đi học thì đi vào những cái trường đại học hoặc là cao đẳng cũng được. Mình học khoảng 2 năm hoặc là 5 hoặc là 4 năm để mình có cái bằng tốt nghiệp ra trường, có một làm tốt hơn và lương cao. Con Kim nó chui vô tổ rồi. Việc làm lương cao đó thì sau khi mình có một công việc làm vững chắc rồi, một công việc mình đã chọn mình cảm thấy ổn định đó, thì mình bắt đầu để dành tiền, có một số tiền nhỏ nhỏ thì mình bắt đầu mình đi mua nhà để ở, đừng có mướn nhà các bạn. Các bạn mướn nhà đầu tiên, mấy cái năm đầu tiên thì các bạn đi mướn nhà và có thể đúng, nhưng mà khi mà các bạn để dành được một số tiền rồi đó thì các bạn có thể dùng số tiền đó, các bạn có thể down payment để mua nhà trả góp đó. Thì sau 10 năm đi, sau 10 năm đó, khi mà các bạn có nhà rồi đó, thì bạn tiếp tục để dành tiền trong những cái quỹ đầu tư khác như là chứng khoán,
Rồi sau đó các bạn có một số tiền dư ra nữa thì tiếp tục mua căn nhà khác. Các bạn phải suy nghĩ làm cách nào để giả sử như công việc mình đang làm nó có cái chuyện trục trặc, bị lay off, hoặc là công ty nó phá sản, hoặc là chủ nó không mướn mình nữa, lúc đó mình hụt hẫng, mình không có cái gì để bắt cóc á. Cho nên chị Lê chia sẻ là các bạn phải mua một cái gì đó để đầu tư, có thể là đầu tư chứng khoán, nhưng mà đầu tư chứng khoán rất là may rủi luôn các bạn. Lên thì mình mừng, còn xuống thì mình buồn bã đó. Nhưng mà chị Lê muốn nói đây là các bạn đầu tư đất đai, mua nhà cho mướn các bạn, thì khoảng sau 10 năm các bạn thấy muốn có thể mua thêm một căn nhà nữa, thì để đó để đầu tư mình cho người ta mướn đó. Thì việc mua nhà đó là một cái dạng đầu tư, cũng là một cái chỗ thu lợi giúp cho cái đời sống của mình tốt hơn về sau. Nó thì nếu mình mất công việc á thì mình vẫn còn cái tài sản mình đang đầu tư nhà cửa nè, mình có cái nguồn lợi thu vô hàng ngày đó. Thì lúc trước á thì chị Lê cũng lo về vấn đề công việc mình đang làm trong công ty điện lực á, mình làm được 10 năm, lúc đó mình mới có 35 mà 35 38 tuổi gì á, mình làm được gần 10 năm rồi. Sau đó chị Lê mới hoạch ra một cái kế hoạch là mua nhà cho thuê đó. Sau khi chị Lê có một căn nhà đầu tiên, chị Lê để dành ra một số tiền nữa rồi đầu tư chứng khoán trong công ty á, thì mua nhà, căn nhà thứ hai thì chị Lê bán hết những cái cổ phần của chị Lê, cũng khoảng được gần 100.000 các bạn. Chị lấy số tiền đó cộng lại những số tiền mà mình để dành ở trong cái chương mục xây bình mặt cao đó, chị Lê mua một căn nhà cho mướn, là một cái căn nhà nó mixed use, gọi là buôn bán ở dưới và có cái chỗ hộ dân ở trên cao các bạn. Thì đó là một cái thu nhập thứ hai của Chile. Nếu mà trường hợp của công ty Chile nó phá sản là bị gì á, mình bị lay off á, thì mình vẫn còn có cái sự đầu tư ở bên phía bên đây. Thì đó là hai cái nguồn thu nhập khác nhau Chile có. Thì Chile muốn chia sẻ ở đây á, là khi mà các bạn có một công việc ổn định rồi thì mình phải chuẩn bị làm một cái kế hoạch khác để có một cái công việc khác để trợ giúp cho cái đời sống của mình về sau. Nó gọi là cái backup plan đó bạn, backup plan đó. Chị Lê muốn nói đây là backup plan đó. Thì nếu mà công việc của mình về sau nó càng ngày càng tốt á, mình vẫn làm trong đó đó, thì sau này mình có hai cái nguồn thu nhập khác nhau, nó đi song song vậy nè, và giá nhà cửa nó cũng mỗi năm mỗi lên các bạn. Thì như các bạn đã thấy, giá nhà cửa nó lên hàng năm, và khi mình đầu tư nhà cửa thì mình phải đầu tư ít nhất là 5 tới 10 năm nha. Chị Lê muốn nói thật vậy đó. Nếu mà các bạn mới mua nhà mà các bạn bán liền trong 1-2 năm là các bạn lỗ cái chắc ăn luôn. Tại vì cái tiền giấy tờ, hồ sơ, luật sư rồi bảo hiểm này nọ ăn hết cho bạn không lời được nhiêu. Thì đầu tư nhà cửa, đất đai là một cái long term investment đó. Thì chị Lê nói thật sự vậy luôn. Mua nhà để đầu tư là ít nhất khoảng 5 tới 10 năm, ít nhất nha, 5 tới 10 năm trở lên thì bạn mới bán ra mới có lời. Còn các bạn mới mua năm sau các bạn bán thì giấy tờ, hồ sơ, rồi những cái chi phí này nọ ăn hết trơn luôn, các bạn không lời được nhiêu. Rồi bạn phải đóng thuế cao nữa, tại vì nếu mà các bạn đầu tư short term thì cái tiền thuế rất là cao. Cái tiền thuế mà về capital gain nó rất là cao luôn. Còn các bạn đầu tư long term thì capital gain thuế của nó thì rất là thấp, không có cao như cái loại short term. Các bạn đầu tư chứng khoán vậy thôi, nếu mà các bạn mua một cái công ty cổ phiếu nào á, các bạn đầu tư trên một năm á, thì thuế nó thấp, thuế nó khoảng 10-20% thôi. Còn các bạn mới mua đây, các bạn tháng sau các bạn bán á, thì thuế thác á, thế mà capital gain nó lên tới 30% luôn, 30-35% luôn các bạn. Đó là mình nói một cách đơn giản thôi, short term và long term. Đó, thì cái hướng đi của chị Lê chia sẻ ở đây đó là bạn phải có một cái backup plan. Khi mà các bạn đã có một cái công việc chính rồi thì bạn phải tìm hiểu thêm và đầu tư một cái gì khác để bổ sung cho cái việc mà sự lạm phát sau này của khi mình sinh sống tại đất nước Mỹ các bạn. Đó là cái backup plan chị Lê muốn chia sẻ bữa nay. Thì công việc chính thì mình vẫn làm. Và cũng có một số người các bạn, họ làm ăn, họ có tài sản, họ mở tiệm buôn bán, rồi công việc của họ đang làm thì họ bỏ luôn. Nhưng mà họ tại vì công
tại vì cái việc buôn bán họ rất là thành công, cho nên họ bỏ công ăn việc làm trong hãng xưởng thì họ theo cái nghề gọi là buôn bán nhỏ, rồi họ thu lợi cũng rất là nhiều luôn, cho nên họ không có lo về vấn đề làm ăn trong công ty nữa. Đó là có một số trường hợp. Thì nãy mình nói là 60% là những cái người mà về hưu trí thì họ lãnh cái tiền an sinh xã hội, còn 40% kia thì một số là có công ăn việc làm, họ đầu tư, có làm chủ business, thì cũng có một số người không có hưởng cái gì á, không có hưởng quyền lợi gì các bạn. Thì hầu như là 90% nước Mỹ là người ta đi làm cho công ty, trong hãng xưởng, còn 10% kia là dân business. Ok bạn, đó là cái backup plan Chile muốn giới thiệu cho tất cả các bạn, vì anh chị em những ai mà chưa vẫn còn đang làm việc và chưa có thể đến chưa đến cái tuổi hưu trí thì hãy nên làm cái kế hoạch của Chile. Chile vạch ra kế hoạch này, cái kế hoạch này rất là tốt. Chile đã trải qua mấy chục năm nay rồi, thì qua những tới cái năm mà 2000 thì Chile bắt đầu mua nhà cho mướn, cho thuê. Thì Chile thì cũng có cái quỹ 401k, cũng có một số khán giả bạn người ta nói rằng là người ta về hưu người ta có cái quỹ 401k, thì cứ mỗi một tháng người ta rút ra dần dần cho tới khi cái quỹ đó xài hết cái quỹ đó luôn. Nhưng mà có một số người cái quỹ 401k nó lên cái bạc triệu luôn các bạn. Có một số khán giả Chile cũng biết, và cũng có một số người, những người công nhân làm chung công ty của Chile, họ có cái tiền quỹ trong cái quỹ 401k gần 1 triệu đô các bạn. Rồi họ có những cái đầu tư chứng khoán sắt, nhưng mà họ chỉ có một căn nhà thôi. Tại vì mình có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là mình bỏ tiền đầu tư vô nhà cửa, hoặc là mình bỏ tiền đầu tư vào cái sự chứng khoán, hoặc là cái quỹ 401k. Đó, thì nó có nhiều cái phương hướng để đi lắm, nhưng mà phần đông là người ta thích cái quỹ 401k, tại vì cái quỹ này thì có cái quyền lợi của công ty nó bỏ vô cho mình cũng được vài phần trăm, mình bỏ vô bao nhiêu phần trăm thì công ty bỏ vô cho mình cũng vài phần trăm, cũng có lợi lắm. Và cái quỹ này mình cũng có thể đầu tư về những cái mutual fund, những cái mutual fund của Vanguard, hoặc là những cái mutual fund của một cái số công ty nổi tiếng. Thì nếu mà cái stock market nó lên, thị trường chứng khoán lên thì cái quỹ này cũng lên luôn. Mà đối với Chile thì Chile đầu tư về vấn đề nhà cửa, về bất động sản, thì giá cả của những cái căn nhà nó càng ngày càng lên, mỗi năm nó lên, và mình cũng có thu lợi nhuận về cái việc cho mướn nhà, hàng tháng mình lãnh tiền mướn nhà nữa các bạn. Thì mình có hai cái vụ lợi khác nhau, tức là về tiền mướn nhà, đó là một cái income hàng tháng cho mình, và một cái là giá nhà cửa nó càng ngày càng lên chứ không xuống đâu. Chile chưa bao giờ thấy nhà cửa nó xuống. Những cái năm mà giá nhà cửa nó xuống đó là năm 2008, tại vì cái thị trường về tài chính nó bị bong bóng nổ các bạn. Trong những cái năm 2008 có rất là nhiều nhà băng bị phá sản các bạn, tại vì người ta cho những người mà mượn tiền mua nhà đó cho mượn tiền mua nhà, tại vì lúc đó là cái khoản nợ xấu rất là cao luôn, cho nên người ta thiếu nợ. Khi mà giá nhà cửa nó rớt xuống các bạn, người ta thiếu nợ, người ta không thể nào trả tiền được á, thì nhà băng nó sẽ siết nợ những căn nhà đó. Đối với Chile thì Chile thích đầu tư bất động sản, mua nhà cho mướn, rồi đó là một cái nguồn thu lợi hàng tháng cho Chile. Và giá nhà cửa lên á, thì khi mà các bạn về hưu các bạn, nếu mà cái sự lạm phát nó lên á, thì vật giá leo thang, thì sau khoảng một thời gian nữa là khoảng 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là 30 năm thì cái đồng tiền hưu trí của mình nó không còn giá trị nữa. Thì lúc đó là cái tiền thu nhập từ cái phần mà mướn nhà đó, thì mình lấy cái tiền đó mình bỏ vô thì mình không có thiếu hụt gì đó. Đó là cái suy nghĩ của Chile nha, kế hoạch gọi là backup plan các bạn. Còn một số người ta đầu tư về vấn đề chứng khoán, mua cổ phần, là một cái nguồn đầu tư rất là có ích luôn. Nhưng mà khi mà cái thị trường chứng khoán nó rớt xuống đó, thì cái quỹ đầu tư của mình nó cũng rớt theo luôn, nó có hên xui may rủi thôi các bạn. Các bạn, đó là sự chia sẻ của Chile bữa nay về việc sự lạm phát tại nước Mỹ, cái kế hoạch để mình
khắc phục lại cái sự lạm phát tại Hoa Kỳ á, thì mình phải làm sao? Mình phải có một cái backup plan, và cũng có một số senior đã về hưu trên 62 tuổi thì họ có thể là bán nhà và di chuyển qua nơi khác rẻ hơn, thì có dư ra một số tiền họ sẽ sinh sống cho cái quãng đời còn lại của họ. Và cũng có một số người ta apply cho cái sự gọi là reverse mortgage, đó là một cái option thứ hai chị Lê đã chia sẻ trong cái video này. Ok, chị Lê xin tạm dừng video đây. Các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy chia sẻ, nhấn like ủng hộ cho kênh của chị Lê bằng cách là cho chị Lê một like, đăng ký kênh để nhận được những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV, bye bye, xin gặp lại. Xin chào tạm biệt.